Xin chào các bạn, rất vui mừng chúng ta lại được gặp nhau trong video tiếp theo của tôi trên kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc. Và trong video hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu với anh chị và các bạn là 6 thực phẩm mọc mầm cực tốt nên sử dụng, và trong khi đó là cũng có một số loại thực phẩm không nên sử dụng thì chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị trong cái video này. Thì nghiên cứu cho thấy thì những loại thực phẩm sau đây khi mọc mầm sẽ chứa một cái lượng dinh dưỡng cực kỳ cao, rất tốt cho sức khỏe. Thì đấy là 6 loại thực phẩm sau đây. Thứ nhất là đậu tương mọc mầm. Hạt đậu tương chứa rất nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đậu tương mọc mầm có thể sử dụng tương tự như là giá đỗ để nấu các cái món ăn hoặc làm sữa như bình thường. Thứ hai là đậu Hà Lan mọc mầm. Đậu Hà Lan có nhiều cái giá trị dinh dưỡng tốt cho sức khỏe con người. Theo nghiên cứu thì loài thực phẩm này chứa dưỡng chất lớn. Vì vậy khi đậu Hà Lan nảy mầm, bạn đừng vội vứt đi mà hãy chế biến chúng thành những món ăn thơm ngon, giàu chất dinh dưỡng. Và thứ ba là tỏi mọc mầm. Tỏi mọc mầm không gây hại mà còn rất tốt cho sức khỏe. Mầm tỏi chứa lượng chất chống oxy hóa cao, nhiều chất xơ, vitamin A, C và các cái khoáng chất khác. Vì vậy mà nếu thấy tỏi mọc mầm, bạn đừng vội vứt đi. Nếu củ tỏi mọc mầm vẫn trắng, không mốc hay là héo vàng thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Thứ tư là mầm gạo lứt. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, nhất là Nhật Bản, mầm gạo lứt là loại thực phẩm được ưa chuộng vì chứa cái lượng dưỡng chất quý giá tốt cho sức khỏe. Thứ năm là giá đỗ. Đậu xanh khi nảy mầm sẽ chứa nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe. Lượng caroten trong giá đỗ cũng cao hơn hẳn so với các loại rau thông thường, giúp hỗ trợ thị lực, cải thiện làn da do thô ráp. Và thứ sáu đấy là mầm hạt tam giác mạch. Các nghiên cứu phát hiện ra rằng hạt tam giác mạch nảy mầm có giá trị dinh dưỡng cao, giúp làm giảm huyết áp, ức chế gan nhiễm mỡ. Mầm hạt tam giác chứa cái lượng chất xơ cao, giúp hỗ trợ tiêu hóa của cơ thể. Và sau đây là những cái loại thực phẩm mọc mầm không nên ăn. Thì bên cạnh những cái loại thực phẩm tốt cho sức khỏe mà chúng ta vừa nói ở trên, thì có những không ít loại thực phẩm nếu để mọc mầm sẽ gây hại cho cơ thể. Thứ nhất là khoai tây, khoai lang, khoai sọ mọc mầm. Mầm của các loại củ này chứa chất gây độc cho cơ thể và làm chúng mất đi cái giá trị dinh dưỡng vốn có của nó. Thứ hai là lạc mọc mầm. Giống như khoai tây, khoai lang hay khoai sọ mọc mầm, lạc khi nảy mầm cùng sản sinh ra chất độc gây nguy hiểm cho cơ thể. Và thứ ba là gừng mọc mầm. Khi gừng mọc mầm sẽ sinh ra lưu huỳnh, con người ăn phải chất này sẽ gây độc cho gan. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 6 thực phẩm mọc mầm rất tốt cho cơ thể. Nó chứa một cái hàm lượng dinh dưỡng cao, cực kỳ cao. Ngoài ra thì cũng giới thiệu với quý anh chị và các bạn là một số các cái loại thực phẩm mọc mầm không tốt chúng ta nên tránh. Và mong rằng với cái thông tin này sẽ giúp ích được cho quý anh chị rất nhiều trong cuộc sống. Và xin được cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc thì quý anh chị có thể vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video, và chúng tôi sẽ phản hồi lại quý vị trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu quý vị là những người lần đầu tiên đến với kênh Sức Khỏe Hạnh Phúc, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì quý vị hãy vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.